Chào các bạn. Các bạn đã biết cái cách nào để mình có thể là luyện cốt được tốt hơn hay chưa? Thì hôm nay nếu chưa biết thì mình xin chia sẻ một cái kinh nghiệm mà mình thường hay dùng trong cái việc mình học lập trình. Thứ nhất là mình vào cái trang NTU Coder của anh trường đại học Nha Trang. Thì vào đến đây mình cũng hay vào và tự làm những cái bài, khi nào mà thấy khi mình nộp lên mà có AGC cả thì là cái bài của mình đã hoàn thành. Thì trang thứ hai mình vào đó là trang lập trình phổ thông.vn, trang lập trình phổ thông.vn. Cái trang thứ ba mình hay vào nữa đó là cái trang oz.vn, oi.info. Với cái trang này thì nó có hai mấy thứ tiếng, thì đó là tiếng Anh, tiếng Việt, thì mình thường hay dùng tiếng Việt. Mình có thể chọn lựa tiếng Việt. Đó. Vào đây thì mình sẽ danh sách các bài và các bài nộp rồi các kỳ thi, sau đó thì những cái bài nào mà được xem mọi người làm bài, đó. Các bài nộp. Đó. Bài nào mà nộp đã ACC có nghĩa là đã chạy xong, có bài nào được bao nhiêu test thì nó có hiển thị hết ở đây. Và cái trang này thì chủ yếu là dành cho các bạn, các thành viên chủ yếu là của các trường chuyên, trường phổ thông. Tiếp theo là cái trang Code for, đây cái trang này. Trang này thì bình thường mình vào thì mình sẽ vào các content. Đây, xem một số các kỳ thi của nó đang diễn ra đây và mình sẽ tham gia, hoặc là vào những cái problem, vào chọn các bài để mình muốn muốn nộp. Và cái trang này thì nó viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sau khi đọc xong đề bài và mình cảm thấy làm được rồi thì mình sẽ vào cái mục submit. Vào đây thì một là mình sẽ viết trực tiếp code trên đây, và hai là mình sẽ chọn file ở đây, sau đó ấn submit. Đây là cái trang. Và một cái trang nữa là trang TMAT. Trang TMAT này là trước đây nó ban đầu thì nó là chính là trang lập trình phổ thông.vn, nhưng bây giờ thì tách ra và làm riêng cái trang này. Trong cái trang này thì hệ thống của nó gồm có cả phần code và cả phần học toán. Thế thì khi mà vào cái phần này để lập trình thì ta sẽ thử một bài xem cho các bạn xem. Ví dụ hiện nay nó có rất là nhiều các cuộc thi đây, thì mình sẽ vào chọn một cuộc thi và ấn tham gia. À, thế. Mình sẽ tham gia và sau đó là mình sẽ chọn cái đề mà mình muốn muốn vào. Sau khi đọc đề xong rồi, thì mình sẽ ấn cái mục gửi bài giải. Đó, khi ta mà nộp, khi ta mà viết trong code rồi thì ta ấn nộp bài. Và khi bài toán mà nó là ACC như thế này có nghĩa là hoàn thành. Cái việc kiểm tra một cái bài mình làm hay không thì rất là dễ dàng. Cho nên là thông thường là ta sẽ dựa vào những cái trang web mà người ta đã xây dựng sẵn, thì cái việc học lập trình của mình nó sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Hệ thống TMAT hiện nay thì cái hệ thống trang web lượng bài tập và các thầy cô ở trong trung tâm rất là giàu kinh nghiệm. Vì vậy mà và có học cả hình thức là online và offline. Cho nên nếu như các em học sinh mà đang còn phân vân, đang còn cảm thấy mình chưa tự tin để là học lập trình thì hãy thử gia nhập vào ngôi nhà của TMAT và thử học lập trình một khóa học cơ bản rồi xem bản thân mình thế nào. Vì là bây giờ mình mà không học lập trình ấy, nó sẽ bỏ qua mất một cơ hội, một cái khối thi đại học rất là hay, toán văn, toán Anh tin hoặc là toán lý tin, một cái ngành mới, một cái khối học mới, và với cái lượng công việc và những cái lựa chọn của các em có rất là nhiều. Vì thế mà thử
suy nghĩ xem cái việc là mình có thể tham gia học lập trình hay không. Nếu như mình không thể đến trung tâm học thì mình có thể lựa chọn hình thức học online. Như vậy thì ban đầu thì các em thử sức với một số cái trang web mà vừa được giới thiệu ấy. Sau đó thì mình đăng nhập và đăng ký tài khoản vào và thử học code xem thế nào. Sau đó thì mình sẽ yêu lập trình lúc nào mà không hề biết. Mong rằng với cái chia sẻ vừa rồi thì các em học sinh, các thầy cô và các bạn có thêm những cái cách thức để mình lựa chọn học lập trình. Xin chào.